Các bạn có thể thấy là máy massage đang rung ạ. Vì do đây là chế độ đấm bóp nên là nó sẽ rung theo từng đợt chứ không rung liên tục ạ. Hai dây cắm miếng massage, với mỗi dây là sẽ có 4 đầu cắm miếng massage. Một cục sạc sẽ lấy cái dây cắm này ra với 4 đầu cắm như thế này. Với mỗi đầu thì mình sẽ nắp hạ một miếng massage vào. Trên mỗi đầu miếng massage sẽ có một cái cục kim loại này để giúp cắm vào trong cái đầu này á, và sẽ do cái nguyên lý hoạt động của massage này là sử dụng bằng xung điện á, nên việc có một cái vật kim loại đây sẽ giúp truyền xung điện vào toàn bộ cái miếng massage này. Các bạn lưu ý là nên cắm đủ 4 đầu massage để cho cái thiết bị này mới hoạt động ạ. Sẽ cắm cái đầu của cái dây cắm này vào trong máy massage. Thì các bạn có thể thấy tại đây là trên cái máy massage này sẽ có hai đầu cắm dây cắm á. Mình sẽ cắm vào một đầu. Nếu mà bạn nào mà sử dụng 8 miếng ấy, thì sẽ cắm thêm một dây nữa vào bên này ạ. Thì sau khi cắm xong á, các bạn sẽ các bạn nào mà ở nhà thì có thể sử dụng cái cục sạc này để sạc trực tiếp điện vào trong máy để sử dụng. Đây thì các bạn sẽ thấy ở bên dưới máy này sẽ có một đầu để cắm sạc. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng pin ạ. Với các bạn nào mà hay đi du lịch hay đi xa nhà, việc sử dụng pin là rất thuận lợi, sẽ không cần phải đem thêm cục sạc đánh cánh trong máy. Và đối với những vùng nào mà hay bị mất điện á, thì việc sử dụng pin là rất tiện lợi, không cần phải cục sạc theo. Bên không máy sẽ có một cái cùng để cũng có một cái nút xoay này á. Nút xoay này thì các bạn xoay xuống này là nó sẽ khởi động máy. Bạn sẽ thấy khởi động máy là sẽ có một cái đèn báo hiệu màu vàng hiện lên, và màn hình sẽ hiển thị hình người và các chế độ massage. Bạn sẽ ấn vào ở đây, ở bên cạnh máy này sẽ có một cái nút chế độ massage. Thì máy này sẽ cung cấp các chế độ massage là đấm bóp, châm cứu, xoa bóp, giác hơi, cạo gió và kích thích. Đối với mỗi chế độ massage thì sẽ trên màn hình sẽ hiển thị một cái hình người, và trên hình người này sẽ có các vùng khoanh tròn này á. Với các vùng khoanh tròn này thì khi bạn dán các miếng massage vào á, với từng chế độ á, thì nó sẽ cho bạn hiệu quả tốt nhất của việc sử dụng về massage. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn chế độ xoa bóp. Bạn tiếp tục, bạn sẽ xoay cái nút vừa khởi động á. Đó, xoay nút vừa khởi động bên cạnh này. Nó sẽ tăng tốc độ của massage lên. Sẽ xoay dần. Thì máy này là hiện tại là có 8 tốc độ massage. Thì thường thì những bạn nào mà mới sử dụng máy massage thì sử dụng ở bước 2 cho đến 4 là thích hợp nhất ạ. Các bạn có thể xoay theo tùy theo cái mức độ massage bạn cảm thấy phù hợp. Thì máy này có một chế độ là cài giờ, thì sử dụng máy massage này trong thời gian là từ 15 phút đến 30 phút là thích hợp nhất ạ. Sau một liệu trình thì máy sẽ ngừng hoạt động và bạn có thể tháo miếng dán và tháo máy ra như ban đầu được.
Nếu bạn muốn mua máy thì hãy tới trực tiếp cửa hàng 97 Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thì bạn sẽ được nhân viên bên em cung cấp sản phẩm máy massage cùng em. Ngoài ra thì nếu bạn không thể tới trực tiếp được cửa hàng thì bạn có thể lên website là thiết bị y tế giá cốc để mua trực tiếp tại website ạ.